bật sáng này. Ông quần áo nha. Ông xem ông có quần áo cho con nha. Chào lẹ. Chào. Làm đi bọn nó. Rồi. Rồi. Đây vào. Rồi. Màu xanh. Đúng rồi, màu xanh. Nào. Màu xanh. Màu xanh, đây màu xanh. Màu hồng, màu hồng. À, đây thì màu gì? Màu hồng. Đó là màu hồng. Màu hồng. Màu xanh cho con. Màu hồng. Con chắc màu hồng. Ngọt đã. Nhất hết rồi. Ngon quá. Nhất hết rồi. Cậu ăn nhanh nhanh nhá cậu nhá. Cậu nhất hết chưa? À hết chưa? Cậu hà hết chưa? À hết rồi. Hà hết rồi nhỉ. Nhai đi con, nhai đi. Nhà hết rồi. Ngoan. Hà hết rồi, chưa? Rồi. Ông hà hết chưa? Ừ, giỏi lắm. Ông hà hết rồi. Quan hô, quan hô. Khoan hôn đi con, vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là vị hoàng tử áo choàng đỏ. Mỗi bố đi đây này. Vâng, xin giới thiệu, đây là vị hoàng tử áo choàng đỏ.
vị hoàng tử rất đẹp trai của xứ sở Bạch Dương. Và vị hoàng tử đang đang đối đầu với người khổng lồ. Với khả năng tay lái lụa rất điệu nghệ của hoàng tử hơn một tuổi rưỡi. Chúng ta sẽ cùng xem bộ mặt rất khỏi của hoàng tử. Hoàng tử cho vài cảm xúc, ý kiến cảm xúc của hoàng tử. Hoàng tử cho vài ý kiến. Hoàng tử áo tròn đỏ. Đừng nóng bà ơi, bà cứ từ từ. Thì ông đã bảo là ông cho nước nóng nhưng ông phải pha chứ. Không, bố tức là bố cho hẳn đi. Xoài vào hẳn trong này này. Cháu nó khát nước. Bố cho hết xoài vào trong này này, sao bố? Đây. Cho bố thêm nước. Cái chậu nước đấy. Bố. Sao? Siêu tuyển thủ lái ô tô đấy, thấy không? Đảo lái rất siêu. Alo alo. Alo alo. Alo alo alo. Mẹ. Bố. À. Nào, cậu nó quay chưa để chỉ họ lại cháu lại. Rồi. Nào. Bắt đầu học à, bắt đầu nào. Đọc. Cho cháu đâu con? Cho cháu chỉ cho cháu nào. Đây. Cho cháu cơ mà. Cho cháu đâu? Cái cháu. Cho cháu đúng không? Con gì đây? Chuồn chuồn. Chuồn chuồn đây. Chuồn chuồn. Con này con gì? Chuồn chuồn. Con này con gì? Bướm bướm. Bướm bướm rồi chạy quá. Đây con gì? Ô lông. Đúng rồi, chạy quá. Đây con gì? Bướm bướm. Bỏ ngựa. Bỏ ngựa. Bỏ ngựa. Bảo đi, bỏ ngựa. Đây con gì? Con ruồi. Con ruồi. Đúng rồi. Nào, ra đây. Con gì đây? Con gì? Con gì đâu? Cái rác. Cái rác. Con gì đây? Chỉ muốn bẩn đấy, con gì đấy? Chỉ muốn bẩn đấy. Con này con gì? Mèo mèo. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Chó chó. Chó chó. Chó chó. Rồi thành đắp bồ luôn, đắp bồ từ luôn rồi. Đắp bồ từ. Đây, đây, đây. Nào đi tìm voi nhá. Chuồn chuồn thành mèo mèo. Ừ. Nào, voi đâu rồi? Đó. Không có voi à? Không có voi, nhưng mà cũng là cũng tưởng tượng ra con voi. Có voi mà, ai bảo không có voi. Đây, con gì đây? Đây là con gì? Tê giác. Tê giác đây này.
Đây là báo gì nhỉ? Báo bạc. Đây là báo gì? Báo gì? Báo chạy. Yêu. Yêu đúng rồi, giỏi quá. Đây là con gì? Hà mã. Mã. Hà mã. Đây là con gì? Bướm. Con gì đây? Bướm. Bướm. À, tìm bướm. Đây, bướm này. Bướm đâu? Chuồn chuồn đúng chưa? Bướm bướm. Bướm bướm đúng chưa? Đây. Bướm bướm. Đây, đúng rồi, chạy quá. Đây. Châu châu. Châu đúng rồi. Chạy quá. Đây. Bọ. Bọ châu châu. Bọ ngựa. Ơ, châu châu. Không châu đâu. Châu châu, châu châu. Con gì đây? Con gì đây? Đúng rồi. Con gì đây? Kiến. Kiến đúng rồi, con gì đây? Con gì đây? Ruồi. Con ruồi. Con gì đây? Con nhện. 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 Bướm bướm. Trùng. Con này con gì? Sâu bướm. Sâu bướm. Châu. Sâu. Con này con gì? Châu. Châu. Bướm bướm. Bướm bướm. Trên trên. Tùng tùng. Tùng tùng. Tranh thủ lúc mà nó cơn sốt nó qua thì cho nó ăn, hiểu không? Đấy, quan trọng nhất là chỉ còn lúc nó sốt thì có cho ăn cũng khó. Cho nó không ăn. Không ăn. Càng nó lại càng ấy. Bởi vì nó phải tuổi nó phải cao hơn tí nữa, nó phải biết được rồi thì lúc đấy mình bảo là con ơi bây giờ con phải uống cái này uống cái kia thì nó mới giảm sốt thì lúc đấy nó mới uống, hiểu không? Chứ còn bây giờ tuổi nó đây nó nhỏ thì có lúc nó sốt thì nó là khó. Sợ, thì uống giảm sốt thôi. Uống giảm sốt để cho nó tăng cơn. Càng đau càng khổ. Như... Nó lại càng ấy. Rồi nhưng mà để muốn uống thuốc giảm sốt thì tầm này nó phải được ăn no. Đấy bây giờ. Bởi vì còn nó có cơn mà sốt virus nó có cơn. Cơm. Giờ cơ chế tao lấy vợ nó đi nghỉ tuần trăng mật. Cái con bên Huyền đã dùng khơi ngành tài chính cần bỏ tư duy tăng thuế suất hơn là mở rộng cơ sở thuế. Mẹ lúc nào và dịch vụ điện tử bằng cụ thể công việc của Grab du lịch trực tuyến và bán hàng qua Facebook tiền theo thủ tướng đây là những mỏ vàng để mở rộng cơ sở thuế cho các doanh nghiệp. Hôm nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham dụng tài sản trong vụ án xảy ra. Đấy mẹ cầm 1 triệu đấy trả tiền điện. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tuần. Cửa kính phi công vũ trụ.
Dô đứng vào chỗ anh Sán đi con. Bánh yêu đi. Ôi, hôn em đi, hôn em nào. Con yêu em, con yêu em, con yêu em, con hôn em. Cái robot biến hình kìa, rồi robot biến hình chưa? Đấy, biến hình đấy, robot biến hình đấy. Ngồi đi, con ngồi ghế tiếp đi. Ăn này uống rượu qua này. Cậu nhớ tập bài. Cậu nhớ đọc này. Ông mặt trời óng ánh, tỏa nắng xuống hai mẹ con. Bóng con và bóng mẹ dắt nhau đi trên đường. Ông nhíu mắt nhìn em nhíu mắt nhìn ông. Hai ông cháu cùng cười, mẹ cùng đi bên cạnh. Mẹ cùng đi bên cạnh. Đấy, cậu nhớ đọc đấy, thầy thơ đấy. Rồi cậu nhớ ngày xưa làm khỉ, gọi là anh phải buồn cười. Bây giờ có quay được clip đấy nữa đâu. Thế thì có điện thoại quay. Bắt đầu nhận được nhà ông cháu rồi đấy. Gấu nhỉ? Gấu Hãy subscribe.
I had to leave my life without you near me. I had been in love before. Cậu nhìn cháu bộ quần áo này đẹp không? Cậu quay đi. Đấy. Quay đi. Đấy, cậu đang quay đây. Alo. Ừ. Zalo đây, để quay đi. Alo ạ. Zalo, cậu đây. Quay đi. Mẹ nó bảo là cậu lưu trữ lấy ít gái, cậu cài đặt sang máy cho đây, cậu có lưu trữ đây. Của cái tuổi bấm mô này cho nó. Mẹ bảo gấu nói đi. Gấu ơi, mai để đi chơi nhá. Mai đi để đi một giáo mẹ hát bài gì nhỉ? Đoàn tàu nhập đất đi siêu. Bước qua lâu chúa ơi tàu đâu? Người đi đầu. Còn gì? Còn các đoàn tàu đi theo sau à? Chẳng biết đâu. Còn hát gì? Đoàn tàu ra đi tiếp. Bước qua lâu người đi đầu. Trên lá đầu. Trên lá đầu. Ba cơ. Trên lá đầu. Go. You look like a pupil from English school. Con nói đi. Hello. Hello. Hi. Ai gọi đấy à? Con lấy điện thoại cho ông. Đôi lúc là những buổi nói chuyện trực tiếp như thế này, ngay trên quần đảo Trường Sa. Anh phát triển vùng biển của mình này, anh phát triển vùng biển quốc tế này, nhưng mà đừng có chui vào Indo này, Malaysia, Thái Lan, Thailand nhớ. Thế là người ta bắt người ta phạt cả đường tù đấy. Trường Sa lớn đã hoàn thành có đầy đủ trạm y tế, trường học đầy đủ.